chào tất cả anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio xin giới thiệu sản phẩm mẫu bát 30 JBL từ 220 cô 100. Đây, từ 220. JBL 3 lỗ, đây là 3 cái lỗ của nó và có một lớp lưới. Lớp lưới để bảo vệ chống bụi. Đấy. Còn đây là phần màng của nó. Đây, phần nhạt hơn là lượng sóng xếp ly. Gân của nó là gân vải. Ba gân rất là đàn hồi. Đây là cái lón của nó này. Tai thỏ. Hàng rất là đẹp. Sang năm nay mẫu bát 30 nhà mình bán rất là chạy. Về đến đâu lấy hết đến đấy. Bát 30 JBL. Đây mình cho xem côn của nó là nhẹ của nó, các bạn xem này. Con này khoảng độ tầm 10 kg. Chạy của nó là chạy nhún này. Nhẹ của nó đây, côn của nó đây. Còn đây là mình cũng bỏ ra hai đôi củ tét rất là nặng. Từ 170 côn 75 cũng chuẩn bị để đóng cho khách. Đấy. Gọi là 750 này, chở của nó là 8 ôm. Mọi người mà cần đến giáp loa bát 30 thì đặt hàng để mình ship cho các bạn. Loa rất là đẹp. Củ từ này đánh rất là uy lực nha các bạn. Từ củ. Hôm nay mình chỉ là giới thiệu qua về sản phẩm này thôi. Mọi người hãy chia sẻ và bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào tất cả bà con trên mọi miền tổ quốc.